Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Triệu Quang Phục, huyện Yên Mỹ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tới dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Văn Hưng, trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, Phạm Huy Bình, trưởng ban nội chính Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng. Tại buổi lễ, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Triệu Quang Phục đã ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển của nhà trường. Nổi bật là kết quả đào tạo của nhà trường, trong đó nhiều học sinh của nhà trường đã và đang là những nhà khoa học trong các ngành, lĩnh vực, lãnh đạo chủ chốt của các ban sở ngành của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Trường Trung học Phổ thông Triệu Quang Phục trong thời gian qua, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có năng lực phẩm chất. Các em học sinh nêu cao tinh thần tự học, rèn luyện bản thân, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập, phát huy truyền thống. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể nhà trường.